Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua ngày 22 tháng 6, Tổ biên tập đề án xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban chỉ đạo xây dựng đề án 218 của Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa để thống nhất lần cuối những nội dung cơ bản trong dự thảo tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị và thống nhất kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về đề án, chuẩn bị họp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án 218 lần thứ hai trước khi trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 218 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành chức năng của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ba nội dung Ban chỉ đạo 218 và Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị thời gian tới, gồm đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các phụ lục, dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết. Trong đó, nội dung dự thảo tờ trình đề án đánh giá về tình hình của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, bối cảnh, quan điểm phát triển thời gian tới, giải pháp và những đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị. Dự thảo tờ trình đánh giá rõ kết quả Thanh Hóa đạt được thời gian qua, nổi bật là đánh giá về ba đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế. Thứ nhất là đột phá về tăng trưởng kinh tế khi tỉnh liên tục có tốc độ tăng trưởng cao trong top đầu cả nước. Thứ hai là đột phá về thu ngân sách tăng rất cao kể từ năm 2010 trở lại đây, đặc biệt tỷ lệ thu nội địa của Thanh Hóa cao, bền vững. Thứ ba là đột phá về thu hút vốn đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây chính là động lực tạo tăng trưởng đột phá cho Thanh Hóa. Ban chỉ đạo 218 đánh giá những yếu tố tạo đột phá cho Thanh Hóa thời gian qua chính là công nghiệp, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và vùng ven biển. Cho nên sự phát triển đột phá này khá bền vững là tiền lệ quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Dự thảo chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân khách quan chủ quan, bối cảnh, quan điểm phát triển, tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo, dịch vụ logistics, du lịch, đào tạo nghề, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao. Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, nơi người dân có mức sống cao, các giá trị di sản văn hóa và lịch sử được bảo tồn và phát huy, quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc, hệ thống đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại, là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Bên cạnh 9 giải pháp trọng tâm, dự thảo nêu rõ 3 đề xuất. Một là đề xuất Bộ Chính trị xem xét thông qua báo cáo đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành nghị quyết khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Thanh Hóa đối với vùng Bắc Trung Bộ và cả nước là sự hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm tỉnh, tạo ra sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức của tất cả các cấp, các ngành, từ đó mở đường cho việc đưa ra những giải pháp mới, đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn và thu hút mọi nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để đảm bảo sự phát triển nhanh, đột phá và bền vững của tỉnh trong bối cảnh mới. Sự phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của cả nước, bởi vì với tư cách là một cực tăng trưởng mới, Thanh Hóa sẽ cộng hưởng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh có những tác động lôi kéo thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, giảm áp lực cho Hà Nội về cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, giảm áp lực cho ngân sách trung ương một khi Thanh Hóa cân đối được ngân sách, trở thành hình mẫu cho các tỉnh khác về sự kết hợp giữa phát triển nhanh và bền vững, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh và về sự phát triển cân đối giữa các vùng miền cũng như đảm bảo sự đoàn kết giữa các dân tộc. Thứ hai là đề xuất Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư tài chính, phân cấp quản lý, về tổ chức bộ máy biên chế cho tỉnh Thanh Hóa phù hợp với vai trò vị trí của tỉnh, về đảm bảo tính tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước, trình Quốc hội ban hành, các bộ ngành nghiên cứu và giải quyết các đề xuất của tỉnh Thanh Hóa. Ba là Đảng bộ Thanh Hóa chuẩn bị thật kỹ đề án về cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư tài chính và phân cấp quản lý cho tỉnh phù hợp với vai trò một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo, dịch vụ logistics, du lịch, đào tạo nghề, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao,
trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội. Các đại biểu đánh giá cao chất lượng tờ trình và góp ý chỉnh sửa bổ sung một số ý cho phù hợp với vai trò, vị trí, tiềm năng thế mạnh và định hướng phát triển chiến lược của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để tổ biên tập bổ sung vào tờ trình, trình Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Đồng dân tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương và các bộ ngành Trung ương đã quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phối hợp với tỉnh Thanh Hóa hoàn chỉnh đề án, tờ trình để trình Bộ Chính trị đúng kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề xuất ý kiến cụ thể vào từng phần của dự thảo tờ trình đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mong Ban Kinh tế Trung ương cùng các bộ ngành Trung ương hoàn thiện sớm dự thảo đề án, tờ trình để trình Bộ Chính trị quyết định, tạo động lực cho Thanh Hóa cất cánh trong tương lai. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc và thống nhất với tỉnh về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về đề án và việc chuẩn bị họp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án 2018 lần thứ hai. Hôm qua 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Hóa lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện các ban sở ngành đơn vị cấp tỉnh. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Hóa khóa 26, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết các đại biểu cho rằng báo cáo đã được chuẩn bị khá tốt, đầy đủ dữ liệu, bố cục tương đối hợp lý. Tiêu đề dự thảo báo cáo thể hiện rõ mục tiêu phấn đấu, đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến năm 2025, có hạ tầng cơ sở đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại 4, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030. Hệ thống 30 chỉ tiêu đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị thể hiện tính phấn đấu cao. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, phần đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong dự thảo báo cáo chính trị còn khá chung chung. Hệ thống số liệu so sánh đánh giá chưa thống nhất, chưa nêu được những kết quả nổi bật mà huyện Hoàng Hóa đã đạt được về xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển du lịch, sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị xã phường thị trấn. Các đại biểu cho rằng dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ hơn kết quả về thu hút đầu tư, đánh giá toàn diện việc đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cả về giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, kết quả phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ so với mục tiêu đề ra và so với nhiệm kỳ trước, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phần đánh giá các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng còn chung chung, tính chiến đấu không cao. Về hệ thống các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cho rằng huyện Hoàng Hóa cần nghiên cứu lại các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển đô thị, huy động vốn đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động, cần bổ sung thêm giải pháp về phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào hệ thống giáo dục mầm non, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, phát triển du lịch gắn với các làng cổ và lễ hội truyền thống, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Hóa hoàn thiện báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng chương trình hành động cụ thể đảm bảo tính khả thi cao trong thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiểm điểm cần ngắn gọn, cô đọng hơn, xây dựng kịch bản chi tiết điều hành đại hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị đã thể hiện quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Hóa về mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiệm kỳ qua và các tiềm năng thế mạnh, huyện Hoàng Hóa có đầy đủ các yếu tố trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh. Do vậy, huyện cần thảo luận, làm rõ trong tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị về mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trở thành huyện dẫn đầu hoặc là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh và phấn đấu trở thành thị xã đến năm 2030. Trong nhiệm kỳ qua, Hoàng Hóa đã đạt được kết quả nổi bật về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Công nghiệp xây dựng đã chiếm trên 40% trong cơ cấu kinh tế. Phát triển du lịch, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là huyện có 100% số xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Đây là những kết quả mà không phải địa phương nào cũng đạt được, cần thể hiện rõ trong báo cáo chính trị.
Bên cạnh việc làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Hóa đánh giá kỹ hơn về những hạn chế yếu kém trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là hạn chế trong giải phóng mặt bằng, trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, hạn chế trong trồng trọt và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hạn chế trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất với phương châm hành động, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển mà huyện Hoàng Hóa đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị. Cơ bản thống nhất với hệ thống các chỉ tiêu, song đề nghị huyện Hoàng Hóa cần tính toán lại chỉ tiêu về đô thị hóa. Vì nếu Hoàng Hóa đặt mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2030, nhưng đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 20% là rất thấp và không phù hợp. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2020-2025 là 25.000 tỷ đồng cũng là chỉ tiêu thấp, cần tính toán lại trên cơ sở tiềm năng thế mạnh, các chương trình dự án đang triển khai và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị huyện Hoàng Hóa bổ sung chương trình trọng tâm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ vì đây là nền tảng thực hiện mục tiêu đô thị hóa. Cần cụ thể hóa một số nội dung của chương trình trọng tâm về nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025. Huyện Hoàng Hóa cần xác định khâu đột phá thứ nhất trong nhiệm kỳ tới là đột phá trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ hai là đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Hóa tập trung nghiên cứu kỹ, làm rõ nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển trồng trọt và nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa xã hội. Trong nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, huyện cần quan tâm đến vấn đề xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị huyện Hoàng Hóa tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình đại hội, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Hóa lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ mới thành lập cuối năm 2019. Cùng với quá trình sáp nhập ba đơn vị hành chính là thị trấn Quảng Xương, xã Quảng Tân và xã Quảng Phong, đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với kết quả nổi bật là tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 59 triệu đồng, vượt 15% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27% hàng năm, đảng bộ và 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Tân Phong đã đề ra 28 chỉ tiêu và 3 chương trình trọng tâm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng, thành lập mới 80 doanh nghiệp, phấn đấu năm 2020 đạt đô thị văn minh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và phát triển, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Phong lần thứ nhất gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt chính sách kích cầu giảm giá, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang dần khởi sắc trở lại sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua, các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh đã thu hút rất đông du khách, ghi nhận tại khu du lịch biển Hải Tiến. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa. Trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua, Hải Tiến luôn nhộn nhịp, sầm uất bởi các hoạt động vui chơi, giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch. Hơn 6.000 phòng nghỉ, hàng trăm dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí trong khu du lịch luôn hoạt động hết công suất. Hầu hết du khách đến đây đều khá hài lòng bởi bãi biển đẹp, cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nhiều vẻ hoang sơ, cùng với cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ ngày càng được đầu tư nâng cấp. Đến với Hải Tiến thì tôi thấy Hải Tiến có rất nhiều, có biển rất là đẹp và có nhiều cảnh đẹp để check in và có nhiều view để các bạn chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, nên nhất định sau chuyến đi này tôi sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè và người thân để đến với Hải Tiến. Khách đến với khu du lịch biển Hải Tiến chủ yếu là từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, do cự ly vừa phải, phù hợp với các chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày dịp cuối tuần. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch ở Hải Tiến đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất,
đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh khu du lịch biển Hải Tiến tới du khách trong và ngoài tỉnh. Hưởng ứng phong trào người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, chúng tôi cũng đã kích cầu du lịch bằng cách tức là tập huấn cho anh em, tất cả anh em là làm sao mà cái nâng cao chất lượng dịch vụ lên. Thứ hai nữa là cái giảm giá phòng, để thậm chí là có đến lúc 50% giảm giá để cho mời chào các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp đến tham quan nghỉ dưỡng. Thì qua thực tế năm tháng 5 vừa qua thì sang tháng 6 này thì chúng tôi thấy là cái số lượng khách nó càng ngày càng tăng lên. Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, từ nay đến hết năm 2020, cùng với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến sẽ tiếp tục duy trì các chính sách kích cầu, giảm giá dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng uy tín, xây dựng hình ảnh khu du lịch thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp. Nhằm nâng cao năng suất, giá trị kinh tế cây trồng, những năm qua, xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất các cây trồng hàng hóa có giá trị cao, phù hợp với đồng đất của từng địa phương. Trong đó, cây dưa lê ở xã Hoàng Giang là một trong những cây trồng khẳng định được hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Nhận thấy cây dưa lê mang lại giá trị kinh tế cao, vụ xuân hè năm 2020, gia đình ông Cao Văn Tân, thôn 4, xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa đã mở rộng thêm 4 sào, nâng tổng diện tích trồng dưa của gia đình mình lên 10 sào. Hiện gia đình ông đã thu hoạch những lứa dưa lê cuối cùng để cải tạo đất làm vụ mới. Năm nay mặc dù ảnh hưởng của thời tiết, năng suất không cao nhưng được giá nên vẫn cho gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng. Cây màu dễ kiếm ăn nhất là cây dưa lê. Nói chung gia đình tôi không bỏ được cây dưa lê. Sao? Thu nhập nói chung là cũng được khá hơn lúa. Chăm sóc thì đơn giản. Nói chung là không vất vả như các cây màu vụ đông. Cây dưa lê được đưa vào đồng đất xã Hoàng Giang nhiều năm nay. Thời gian đầu, một số hộ dân trồng rải rác trên diện tích đất màu, quy mô nhỏ lẻ. Qua vài vụ, thấy cây dưa lê phù hợp với thổ nhưỡng, phát triển tốt, năng suất cao. Xã Hoàng Giang đã khuyến khích người dân ưu tiên tập trung diện tích đất màu trồng cây dưa lê vụ xuân hè, tăng dần diện tích theo từng năm. Đồng thời, xã cũng giao cho hợp tác xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng giống và vật tư nông nghiệp đảm bảo cho nông dân sản xuất. Theo các hộ dân, trồng cây dưa lê có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, ít công chăm sóc, sau khi trồng từ 45 đến 60 ngày có thể thu được những lứa quả đầu tiên. Nếu chăm bón tốt, năng suất đạt từ 8 đến 10 tạ một sào. Trong một vụ, nếu bà con trồng sớm có thể được 2 chả dưa. Dưa lê ở đây phù hợp với đồng đất, chất lượng tốt, ngon ngọt nên được các thương lái đến thu mua tận ruộng. Chúng tôi làm nhiều năm rồi thì xua những cái cây dưa này thì cũng phù hợp hơn các cái dòng các cái cây khác, là bởi vì cái doanh thu cũng được, chăm sóc thì cũng nhàn thôi, cũng trồng rồi bỏ phân rồi tưới khoảng 3-4 lần phân rồi phun thuốc thì cũng như các loại khác, nhưng mà nói chung là cái dưa này thì ngắn ngày, so với các cây trồng khác là cũng được hơn. Qua quá trình thì cây dưa lê là cái cây mà truyền thống và cái cây có giá trị kinh tế cao, thì xã vẫn quy hoạch là mỗi một năm khoảng 40 đến 60 hecta cây dưa lê. Thì hợp tác xã chúng tôi cũng đang có cái hướng là ký kết liên kết với các cái doanh nghiệp và các cái siêu thị rồi cửa hàng để tìm đầu ra cho nhân dân. Hiện nay xã Hoàng Giang đã phát triển được hơn 40 hecta trồng dưa lê trên đất màu và một số diện tích đất hai lúa với giá bán từ 6 đến 8.000 đồng một kg. Trung bình 1 hecta dưa cho thu nhập 140 triệu đồng một vụ. Qua nhiều năm cho thấy, phát triển cây dưa lê không chỉ giúp bà con nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích canh tác, tăng thu nhập, mà đây còn được xem là một trong những cây trồng hàng hóa chủ lực trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân được đưa vào sử dụng từ năm 2009 với công suất thiết kế khoảng 1.500 m khối một ngày đêm, phục vụ cho khoảng 10.000 người dân. Nhưng đến nay, nhà máy này đã xuống cấp, công suất sụt giảm nghiêm trọng, không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Năm 2009, khi được đấu nối dùng nước sạch, ông Nguyễn Phú Kỳ ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã nghĩ chẳng bao giờ phải sử dụng nước từ chiếc giếng khơi này nữa. Ấy thế nhưng hơn 2 năm nay, giếng khơi lại là nguồn nước chính cho gia đình ông sinh hoạt, bởi nước sạch cấp không đủ. Thế nhưng đợt nắng nóng kéo dài vừa qua khiến cho giếng khơi cũng không cấp đủ nước cho gia đình,
buộc ông Kỳ phải bỏ ra hơn 8 triệu đồng khoan thêm một giếng để lấy nước ăn. Nhân dân thì cũng phải có những cái khó khăn rồi phải khắc phục, rồi tự tạo tìm cái nguồn nước để sinh hoạt là bằng giếng khơi, giếng khoan. Thì trước mắt thì chỉ biết là sinh hoạt là có nước sinh hoạt thôi, còn nó có đảm bảo chất lượng hay không thì đúng là cũng chưa kiểm định được. Hiện nay nước sạch trên địa bàn thị trấn Thường Xuân đang được nhà máy nước thị trấn cung cấp theo hình thức luân phiên giữa các khu dân cư với tần suất 3 ngày một lần. Tuy nhiên, những gia đình ở cuối nguồn thường nước chảy rất yếu. Nhiều gia đình đã phải tự khoan giếng để lấy nước sinh hoạt. Không có nước thì chúng tôi phải ăn dè, hoặc là không, khi mà đã hết sạch thì chúng tôi phải đi ra sông tắm và phải đi lai nước ở những cái gia đình có để về ăn và sinh hoạt. Thì nếu mà cái tình trạng này kéo dài thì tới đây chúng tôi cũng như mọi gia đình, những nhà gia đình nào có điều kiện thì họ đã khoan giếng, và chúng tôi có thể, chúng tôi cũng phải tự động khoan giếng cá nhân của chúng tôi dùng. Nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân được đưa vào sử dụng từ năm 2009 với công suất thiết kế khoảng 1.500 mét khối ngày đêm, phục vụ cho khoảng 10.000 người dân. Tuy nhiên đến nay, khi quy mô dân số tăng lên, nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân không những không được đầu tư nâng cấp mà trái lại còn hư hỏng xuống cấp, dẫn đến tỷ lệ thất thoát nước cao, khả năng cấp nước thực tế chỉ còn khoảng 500 mét khối một ngày đêm. Về cái hướng giải quyết là lựa chọn nhà đầu tư mới để nâng cấp cải tạo quy mô của cái công trình nước sạch này lên, đó là cái giải pháp lâu dài. Còn ngay trong năm 2020 này thì Ủy ban huyện Thường Xuân cũng đã khoan thêm một giếng nước, và hiện nay cái giếng nước này cũng đã bắt đầu đi vào vận hành. Trong cái thời gian tới chúng tôi tiếp tục khắc phục các cái sự cố ở cái trên các đường ống, đường tuyến nữa. Công trình nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng từ năm 2018. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do thủ tục, quy trình chuyển đổi phức tạp, dẫn đến việc đã 2 năm qua đi mà người dân thị trấn Thường Xuân vẫn trong tình trạng khát nước sạch. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định, nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn gây mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, đội cảnh sát trật tự phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh đã tăng cường xử lý vi phạm này trên các tuyến quốc lộ. Thời gian vừa qua, dọc theo tuyến quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Thanh Hóa, nhiều xe ô tô khách dừng đỗ sai quy định để đón trả khách, nhiều xe ô tô con dừng đỗ ngay giữa đường, thậm chí có xe còn dừng ngay trên làn đường của điểm dừng xe buýt gây mất an toàn giao thông. Trên thực tế đã từng có vụ tai nạn giao thông xảy ra từ việc xe ô tô dừng đỗ ven đường gây ra. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Quản lý Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng camera ghi hình các lái xe vi phạm dừng đỗ. Đội Cảnh sát Trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tối đa lực lượng xử lý 12 trên 24 giờ trên 7 ngày trong tuần. Hàng ngày thì có 2 ca tuần tra kiểm soát và 2 tổ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng tại các địa bàn, cái khu vực và các tuyến đặc biệt phức tạp trên dọc các tuyến quốc lộ và đặc biệt là khu vực BC. Đấy, và cũng đã giải quyết được cái tình trạng này ở mức độ ổn định nhất định. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm dừng đỗ sai quy định vẫn còn nhiều khó khăn, một phần do ý thức của người tham gia giao thông chỉ đối phó khi có lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, còn bất cập về hệ thống biển báo hiệu, hạ tầng giao thông đường bộ chưa đáp ứng với sự gia tăng phương tiện như hiện nay. Cái giải pháp thứ nhất là chúng tôi sẽ nghiên cứu khảo sát, giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu giám đốc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các ban ngành chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch lại cái điểm dừng đỗ đón trả khách và các bến xe. Giải pháp thứ hai là chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đại chúng như thông tin, truyền hình, các đài truyền hình và các cơ quan như phường, xã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền đối với mọi người dân. Và cái giải pháp thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để có các phương án kế hoạch để tăng cường tối đa lực lượng để xử lý dứt điểm cái hiện tượng này trong một thời gian sớm nhất. Để giải được bài toán dừng đỗ xe sai quy định, ngoài việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thì các ngành chức năng cần xem xét bổ sung các điểm dừng đỗ trên tuyến đường phù hợp với hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng thời các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.